Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin dư luận xã hội qua vụ xét xử nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Sáng ngày 26 tháng 10, tòa án Thới Lai, Cần Thơ bắt đầu mở phiên xét xử sơ thẩm nhóm báo sạch liên quan đến cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Trong phần xét hỏi, khá nhiều vụ việc liên quan được nhắc tới từ hàng trăm bài viết đăng trên các fanpage báo sạch cũng như trang cá nhân Trương Châu Hữu Danh. Từ vụ nói xấu bí thư Quảng Trị tới lấy vụ khu đô thị mới Thới Lai tranh chấp đất đai với người dân do chưa bồi thường thỏa đáng, đến vụ ông Lương Hữu Phước ở Bình Phước nhảy lầu tự sát ngay tại trụ sở tòa án sau bản án về giao thông. Đặc biệt trong đó có vụ án bưu điện Cầu Voi. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Châu Hữu Danh ở bên cạnh nỗi đau tột cùng của bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, khi nhận được tin 17 vị thẩm phán tối cao đã quyết định y án tử hình Hồ Duy Hải. Trương Châu Hữu Danh thừa nhận viết hơn 200 bài, đa số trên trang cá nhân có liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải. Ông nói bị cáo là người tiếp cận vụ án ngay từ đầu, do đó bị cáo muốn viết phản biện và mong muốn vụ án này sớm được sáng tỏ. Bị cáo không đánh vào nền tư pháp mà thời gian qua có Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã có kiến nghị về vụ án này, ông Danh nói. Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Trương Châu Hữu Danh về nguồn gốc của các tài liệu mật liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải. Ông Danh trả lời tất cả tài liệu có đóng dấu mật hoặc tối mật liên quan vụ án này được người ta gửi đến tận nhà thông qua bưu điện hoặc thông qua các shipper chuyển đến. Và bị cáo đã thành lập viết bài trên nhóm báo sạch không phải để kiếm tiền hay là lấy tiền của ai. Việc số tiền theo kết luận điều tra là do các bị cáo nhận hợp đồng truyền thông thông qua công ty truyền thông. Có nhiều hợp đồng các bị cáo còn chưa thực hiện xong. Ví dụ như bị cáo viết status với ông Nguyễn Hoàng Trung Kiên ở Thới Lai, bị cáo tuyệt đối không nhận tiền mà còn bỏ tiền túi vận động cho thêm người này người kia hơn 53 triệu đồng. Ông Danh trả lời câu hỏi mục đích nhập nhóm báo sạch của hội đồng xét xử như vậy. Bình luận trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ cho rằng các vụ án khác ta không bàn tới, nhưng ở đây tòa án Thới Lai đã hỏi Danh tài liệu mật tối mật vụ án Hồ Duy Hải mà không phải phủ nhận tài liệu đó là đã giả hoặc vô tình khẳng định những tài liệu của Danh có liên quan đến vụ án bưu điện Cầu Voi là hoàn toàn chính xác. Đây là hình ảnh sự mâu thuẫn của cơ quan điều tra về đôi dép của hung thủ so với thực nghiệm hiện trường điều tra Hồ Duy Hải. Rất nhiều bản ảnh điều tra được Trương Châu Hữu Danh phân tích ra sự vô lý và công bố ra kết luận. Trước đây, ông Danh đã viết liên tục về Hồ Duy Hải và đã gợi mở hết trong các bài viết của mình chỉ ra hàng trăm sai phạm trong quá trình điều tra vụ án bưu điện Cầu Voi, cũng như chỉ ra quá trình tố tụng có quá nhiều điểm sai, bất cập, sai sót, khả năng dẫn tới án oan là rất lớn. Có thể nói, rất có thể ông Danh đã vướng vào vòng lao lý bởi vì ông Danh đã đem quá nhiều tất khuất trong bưu điện Cầu Voi ra ánh sáng, đã đụng phải một số quan lớn. Mà ta có thể khẳng định luôn là Nguyễn Hòa Bình, vì ông Bình luôn là nhân vật chủ chốt, đảm trách của ba vai trò, từ Cục Cảnh sát điều tra tới Viện Kiểm sát tối cao và ngồi luôn ghế chánh án tòa án tối cao. Cả quá trình chuyển các ghế quyền lực của ông Bình đều bác bỏ những lời kêu oan thống thiết của gia đình Hồ Duy Hải. Ông Danh bị bắt trước khi Nguyễn Hòa Bình ngồi vào chiếc ghế Ủy viên Bộ Chính trị. Bình hiểu rằng không thể để Danh bên ngoài để cản trở con đường thăng tiến của mình, nên đã dùng quyền lực của mình, Bình đã tống Danh vào tù. Một quốc gia mà nền tư pháp không khác nào nổi cám lợn, chúng có thể dùng quyền lực để tử hình một người vô tội, bị dư luận chỉ trích và chỉ ra những mâu thuẫn tới rùng rợn trong vụ án, thế mà vẫn quyết đem người dân lên đoạn đầu đài và cho bằng được. Làm tất cả, kể cả trà đạp lên hiến pháp vì cái ghế. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đã kết luận như vậy. Đây là hình ảnh cũng chính Trương Châu Hữu Danh công bố và phát hiện ra điều tra viên đã tự ý viết thêm số xe trùng với xe ở nhà của Hồ Duy Hải. Trên trang Facebook cá nhân, ông Bùi Thanh Hiếu, blogger người buôn gió, cũng đưa ra bình luận như sau. Một trong những hành động của Danh mình ủng hộ và khâm phục đó là theo đuổi vụ án Hồ Duy Hải. Vụ án Hồ Duy Hải có oan hay không oan thì mình không rõ, nhưng chuyện trong vụ án này có nhiều tình tiết tất khuất, mờ ám là chuyện cần phải làm sáng tỏ. Để người chết hay người có tội hoặc người vô tội, tất cả được tâm phục, khẩu phục vì sự công minh của pháp lý. Chính vì thế, nhiều lần mình đã chia sẻ thông tin nghi hoặc về vụ án này. Gia đình Hồ Duy Hải là một gia đình không khá giả gì,
cho nên chuyện giành trục lợi gì từ việc này hoàn toàn đã bị loại trừ. Hơn nữa, trước phiên tòa hôm nay đã xác định Danh đã bỏ hơn 13 năm để theo đuổi vụ án Hồ Duy Hải, hay còn gọi là vụ án giết người Vũ Điện Cầu Voi. 13 năm theo đuổi để làm minh bạch tính pháp lý của một vụ án, viết 200 bài viết, cả trăm chuyến đi lại hiện trường để gặp gỡ nhân chứng, tìm hiểu sự việc trong khi đối tượng tình nghi có gia cảnh không khá giả gì. 13 năm ấy, quan trường thay đổi, khó ai mà đoán được. Cho nên, không những loại trừ việc vì tiền, mà còn loại trừ cả việc vì đấu đá chính trường ở đây. Cũng vì diễn biến của chính trường Việt Nam trong gần 3 nhiệm kỳ qua, đến sát giờ còn khó ai biết chắc, chẳng ai bỏ 13 năm theo đuổi một vụ án để nhằm đánh một quan chức nào cả. Đây là hình ảnh chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng 17 vị thẩm phán tối cao đã giơ tay quyết định Hồ Duy Hải phải chết mặc dù có quá nhiều chi tiết vô lý trong hồ sơ vụ án này. Năm nay Danh 39 tuổi, 13 năm trước Danh chỉ 26 tuổi. Ở cái tuổi đấy, theo đuổi sự việc đến bây giờ, đó chỉ có thể là nhiệt huyết chạy theo tiếng gọi của chính nghĩa, của công lý mà thôi. Thử hỏi có nhà báo nào đủ tâm và theo đuổi miệt mài từng ấy năm một vụ việc, một số phận của một con người. Vụ án mà vật chứng không tìm thấy, điều tra viên lại ra chợ mua cái dao cái thớt giống như đối tượng miêu tả để đưa vào làm tang vật. Đó là lời chính từ đương kim Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình, từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao, chánh án Tối cao nói ra. Đến ngày hôm nay, dù đứng trước tòa với tư cách là tội phạm, Trương Châu Hữu Danh vẫn không những chẳng nhận mình sai trái trong vụ án Hồ Duy Hải, trái lại còn khẳng khái nhận mình đã theo đuổi vụ này 13 năm, viết 200 bài viết để mong công lý được làm sáng tỏ. Trong cả quá trình nhiều năm viết mọi đề tài, có thể có đề tài đưa cái nhìn không đủ, Danh nhận sơ suất ở việc khác như chuyện ông bí thư tỉnh ủy đứng cạnh hòm phiếu canh chừng. Nhưng Danh không hề nhận sai sót ở vụ án Hồ Duy Hải, là người phản ánh nhiều nhất về khuất tất vụ án này. Nếu Danh nhận sai, có lẽ anh ta được cái nền công lý thối nát này nương tay. Sự nương tay không phải từ sự nhân từ, nhân nghĩa, mà là sự nương tay chính từ cái thối nát mà ra. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Châu Hữu Danh chụp hình trước dinh thự hai mặt tiền của bí thư tỉnh ủy Phú Yên. Khi anh ta nhận sai như thế, vụ án Hồ Duy Hải chính thức đã chấm dứt những nghi ngờ hoặc. Phạm nhân Hồ Duy Hải chỉ còn đợi ngày ra pháp trường. Không vì cái lợi của mình mà để người khác phải mất hy vọng sống, cũng như không thể để niềm tin và công lý của mình bị phai mờ. Trương Châu Hữu Danh đã khẳng khái nói trước phiên tòa. Bản thân bị cáo vẫn luôn luôn tin tưởng vào nền tư pháp nên mới phản biện vấn đề vụ án Hồ Duy Hải. Bị cáo thấy có những việc cần phải được làm sáng tỏ. Không chỉ bị cáo, trong vụ án này đến thời điểm này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Bị cáo không hề có tư tưởng viết bài về Hồ Duy Hải để đánh vào nền tư pháp. Hữu Danh đã trả lời hội đồng xét xử như vậy. Trong hoàn cảnh bi đát nhất, có lẽ ở cuộc đời Danh từ trước đến nay, anh ta vẫn nói những lời lẽ về Hồ Duy Hải với sự kiên định trước sau như một. Thật lạ lùng, tòa án xoay sang chất vấn tài liệu mật của vụ án Hồ Duy Hải ở đâu mà Danh có. Một vụ án hình sự đơn thuần sao phải có tài liệu mật? Mật tức là giấu kỹ, thế ai là người đã giấu những tài liệu ấy đi, ai đã ra quyết định đó là tài liệu cần phải giấu đi, với cái mác là tài liệu mật. Một vụ án kết tội tử hình, tài liệu để bào chữa cho đối tượng không được công bố, nên tư pháp và pháp lý của đất nước nào mà mông muội và độc đoán đến như vậy? Blogger Bùi Thanh Hiếu đã nêu ra nhận định của mình như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2021 với bản tin Dư luận xã hội qua vụ xét xử nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.